90 trong số 96 tỉnh ở Pháp đã phải hạn chế sử dụng nước do hạn hán, trong bối cảnh nắng nóng cực đoan và lượng mưa thấp gây ra tình trạng thiếu nguồn cung nước ở nhiều khu vực. Trên bản đồ hạn hán thì nhiều khu vực được hiển thị màu đỏ biểu hiện là hạn hán đang ở mức cao nhất. Các đợt nắng nóng dữ dội diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 với nhiệt độ lên tới là trên 40 độ C đã làm giảm thêm lượng nước. Đoạn núi Alps chạy qua nước Mỹ thường xanh tươi trước đây thì cũng đang trải qua tình trạng khô cằn nghiêm trọng. Theo cơ quan khí tượng quốc gia của Pháp thì nước này đang trải qua mùa xuân khô hạn nghiêm trọng thứ 3 trong lịch sử, chỉ sau các năm 2011 và 1976. Hai trong số các công ty bảo hiểm lớn nhất của Nhật Bản đang triển khai kế hoạch bán bảo hiểm say nắng với chi phí là chỉ 100 yên mỗi ngày, tức khoảng 17.000 đồng tiền Việt, hoặc là 200 yên một tháng. Nếu mua bảo hiểm trước 9 giờ sáng thì chính sách sẽ có hiệu lực từ 10 giờ sáng ngày hôm đó, bao gồm chỉ trả quyền lợi cho các bệnh nhân đang nằm viện, phẫu thuật và thậm chí tử vong do tiếp xúc với nắng nóng hoặc sốc nhiệt. Theo đại diện của công ty bảo hiểm thì đây là loại bảo hiểm nắng nóng đầu tiên trong ngành bảo hiểm của Nhật Bản.